Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 200 triệu top cần có ký hiệu là AXDOT. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả như video mà tham tác chatbot nè bạn. Rồi các bạn bấm join này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp nè. Các bạn join sao nha các bạn. Sau đó các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn follow tàu Twitter và Tweetbot nè. Trên tàu Twitter các bạn theo dõi nè các bạn. Like, tweet, share, video. Rồi các bạn like nè, các bạn tàu tweet lên nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục các bạn join Reddit nè. Trên Reddit các bạn bấm vào join community nè các bạn. Sau đó các bạn bắt đập lên nè. Rồi làm xong hết nhiệm vụ thì bạn bấm vào Reset nha bạn. Rồi bot, bot là cái hộp hết ta. Rồi bạn lướt trang nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ GPNB sau mắt trên Bet20 trên YouTube Collect của các bạn nha bạn. Các bạn dán vào nè. Sau đó các bạn gửi đường link và profile tại Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter của các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào avatar, nhấp vào mục hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp vào gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn cho chép liên kết nè, gửi lại cho bot nè. Sau đó submit in tweet nè. Không thể chỉ xuất tweet lúc này. Để mình coi mình tweet bên nào các bạn. Facebook, Discord. Rồi, các bạn follow tàu Twitter dưới đây nè. Trên nguồn ngay gấp ta nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tàu Twitter đi các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Rồi, các bạn tăng 3 người bạn các bạn vào nè. Các bạn tàu Twitter đây nè. Sau đó các bạn mở tàu Twitter tất cả bạn nghe nè. Rồi các bạn chia sẻ các bạn, các bạn là tweet nè các bạn. Các bạn copy nè. Rồi các bạn là chatbot nè. Tiếp tục các bạn submit đường link profile Reddit. Thì các bạn nhấp vào Reddit nè các bạn. Rồi trên Reddit thì bạn nhấp 3 cái anh cùng nè. Nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Bạn nhấp vào 3 cái anh cùng nè. Các bạn sao chép liên kết cái disk mình gọi là cho bot. Sau đó các bạn subscribe điền username Discord các bạn, thì các bạn nhấp vào Discord nè các bạn. Trên Discord thì bạn chấp nhận lời mời nha các bạn. Rồi trên Discord thì các bạn bình luận một câu đi các bạn. Để nó chép mình không phải là người máy nha mà. With AirDrop nè. Rồi bạn bấm gỡ nè. Sau đó thì các bạn copy của username mình dưới đây nè các bạn. Bức ảnh avatar của mình nè. Rồi các bạn sao chép cái username Discord mình lại gửi cho bot nè. Gửi cho bot nè. Sau đó các bạn hỏi có follow Facebook không, bấm e-helsonet nè. Các bạn gửi đường link profile Facebook của mình nha các bạn. Thì các bạn nhập vào Facebook nha các bạn. Trên Facebook thì các bạn bấm thích nè. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn bấm thích luôn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chia sẻ công khai và viết nó luôn nè. Rồi các bạn nhập vào cái mũi tên nè các bạn. Rồi nhập vào avatar của mình nè. Nhập vào bao cái anh cùng nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè, gọi là chatbot nè. Rồi hỏi có subscribe kênh YouTube không, có máy hay số net nè các bạn. Rồi gửi đường link vào profile YouTube mình nha các bạn. Rồi thì các bạn lướt xuống các bạn vào đây các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè các bạn. Rồi các bạn bấm đăng ký nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào kênh của bạn
nhấp vào ba gạch cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết lên các bạn, gọi là cho bot nè. Rồi submit click, cái này nó kêu mình boost hay gì ta, và các bạn chậm xíu mà subscribe get it like share comment. Rồi các bạn vào đây các bạn bấm máy heo cho nét nha bạn. Rồi các bạn nhấp trên đây nè, các bạn like share và comment nè. Khi vào trang để sale thì các bạn chấp nhận điều khoản nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm nè, các bạn lướt xuống nè, các bạn chờ chút xíu nha, các bạn like nè các bạn, các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn comment nó luôn nè, good này góp không biết comment được không nữa. Bot được rồi đó, Binance future 4. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi sau khi các bạn chụp màn hình xong thì các bạn mở bot ra like nha các bạn. Các bạn ra lên bức ảnh IBB nha các bạn. Rồi các bạn chấm vào mũi tên trên đây nè, chọn ảnh từ thiết bị nè, chọn lên tệp nè, các bạn gỡ bức ảnh các bạn nó chụp màn hình nữa các bạn. Rồi các bạn bấm chọn nè, rồi các bạn bấm upload. Rồi sau đó các bạn sao chép đường link URL này là các bạn, rồi gửi lên support nè. Rồi nói có John Canceller không thì bạn nhấp vào đây nha bạn. Rồi các bạn bấm iHealthNet. Rồi hỏi follow từ Twitter không, bấm iHealthNet nè. Sau đó bấm menu nè, sau đó bấm balance sheet để check số cần mình kiếm được. Ok vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 200 triệu token iDot đến đây cũng kết thúc rồi. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo tụi mình nhé.